trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 4, tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Thời khóa tu tập cho người cư sĩ. Câu hỏi của một Phật tử miền Bắc được bệnh của thầy, hỏi: thầy làm chủ được cái chết. Kính bạch thầy, xin thầy hướng dẫn và chỉ rõ thời khóa tu tập cho cư sĩ tại gia, nhất là những cư sĩ bận việc buôn bán, chỉ rảnh vào buổi tối. Ngưỡng mong thầy hết lòng chỉ dẫn cho con, xin thành kính tri ân. Đáp: theo giáo pháp của Đức Phật, vào mỗi tối Phật tử được rảnh rang nên chọn ngay buổi tối tu tập. Phải tu tập liên tục. Khi đã chọn buổi tối, đừng bỏ qua một buổi tối nào cả, thì sẽ có kết quả giải thoát ngay liền. Đó là làm chủ được sự sống của mình. Do tâm biết buông xả các ác pháp, cũng giống như mọi người, nhất là tu tập được như vậy, thì Phật tử sẽ sống trong mọi oai nghi, đạo đức, nhân bản, nhân quả cao thượng, không làm khổ mình, khổ người. Nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải cố gắng tu tập hết sức mình, để trước báo ân đức của Phật, sau báo ân của cha mẹ, của thầy và của tổ tiên ông bà, vân vân. Trước khi tọa thiền tu định niệm hơi thở, con nên đến trước bàn thờ Phật, ngồi xếp bằng ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt nhìn tượng Phật. Con thầm ước nguyện trong lòng: hôm nay con nguyện ước mong rằng thân, miệng, ý của con không làm điều ác, tin Đức Phật chứng minh. Sau khi ước nguyện xong, con quan sát, xem xét từ sáng đến tối, xem coi thân, miệng, ý của con có làm khổ mình, khổ người không? Tức là có làm điều gì không phải, khiến cho mình hay người khác buồn, giận, phiền não, vân vân. Nếu từ sáng đến tối không có một việc gì làm khổ mình, khổ người, thì con biết rất rõ trong thân tâm của mình hơn ai hết. Khi thấy biết rõ như vậy, con thầm nói trong lòng: đây là một ngày tốt lành, đẹp đẽ, thanh thản, an lạc và vô sự nhất của đời con. Con xin Đức Phật chứng minh cho. Bằng ngược lại, có những việc làm khổ mình, khổ người, con thầm nói trong lòng: đây là một ngày xấu nhất trong đời con. Con xin sám hối với chư Phật và nguyện ước khắc phục tâm con, ngăn ác, diệt ác pháp, sẽ không làm khổ mình, khổ người nữa. Ngưỡng mong Đức Phật từ bi chứng giám cho con. Khi ước nguyện như vậy xong, con tiếp tục ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, hai bàn tay đặt vào lòng hai bàn chân, tu tập định niệm hơi thở như thầy đã dạy trong sách Đường về xứ Phật ở trên. Bắt đầu tu tập, con nên cố gắng ngồi từ 5 phút rồi từ từ tăng dần lên 30 phút. Khi tu tập được 30 phút, con đừng tăng lên nữa. Lúc bấy giờ, con tu đề mục khác. Ví dụ, con tu tập định niệm hơi thở với đề mục thứ nhất xong, con bắt đầu tu tập đề mục thứ hai. Nếu đề mục thứ hai tu tập xong, con nên tu tập đề mục kế, và tu tập như vậy cho đến khi các đề mục trong định niệm hơi thở tu tập xong hết, mới chuyển qua pháp khác. Hiện giờ có, thầy gửi cho con tập sách đời trước, Cẩm Nang số 2 để con tham khảo thêm về pháp môn tu tập. Nếu không làm chủ được tâm, thâm và giúp con dồi dào sức khỏe tu tập tả tâm tốt. Kính thưa, thân của quý bạn có nhức đầu, dù cho quý vị có biết dùng pháp hướng nhắc tâm đến cả ngàn lần thì nó cũng nhức đầu chứ không bao giờ hết. Còn bây giờ thầy đã làm chủ được cái tâm, thì thầy chỉ nhắc nó một vài lần là nó hết nhức đầu ngay liền. Làm chủ được bệnh khổ như vậy, thì dù có đem tiền bạc chất như núi Thái Sơn cho thầy, thì thầy cũng không ham. Người ta chửi thầy, thầy không giận. Cái không sân của thầy, dù ai có đổi chùa to Phật lớn, thầy cũng không ham. Tại vì thầy đã làm chủ tâm của mình được rồi, nên danh lợi giàu sang đối với thầy
trở thành vô nghĩa. Do danh lợi sang giàu trở thành vô nghĩa đối với thầy, thì thầy phải làm chủ được bệnh. Làm chủ được bệnh, thì thầy làm chủ được chết của mình. Làm chủ được cái chết của mình, thì thầy phải chấm dứt tái sanh luân hồi của thầy. Có phải vậy không? Giống như trên thầy đã dạy. Vì thế, chúng ta đã tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Khi nhập xong tứ thiền, thì chúng ta thực hiện tam minh. Mà thực hiện tam minh, thì nghiệp lậu hoặc không còn nữa. Do đó, thầy đã chấm dứt sự tái sanh luân hồi của mình. Chấm dứt luân hồi tái sanh, tức là chấm dứt nghiệp lực tái sanh. Chứ không phải có thần thức, linh hồn đi tái sanh, mà chính là nghiệp. Nghiệp là do hành động thiện ác của chúng ta tạo thành. Ví dụ, chúng ta uống rượu, nó sẽ thành quen đi với rượu. Nếu không có rượu, thì cơ thể chúng ta khó chịu, phải không? Chúng ta hút thuốc, nó quen đi. Bây giờ không hút thuốc, nghe buồn bã, nghe khó chịu trong lòng. Hút thuốc vào là khỏe trong người liền. Đó là nghiệp dẫn dắt mình ham thích dục lạc. Nó làm cho mình khổ sở. Do như vậy, chúng ta bị nhiễm. Sự nhiễm như vậy trở thành nghiệp. Bây giờ chúng ta làm chủ nghiệp, thì làm sao nghiệp đi tái sanh luân hồi được, phải không? Nếu chúng ta còn tham sân si, thì còn nghiệp. Nghiệp còn thì tiếp tục đi tái sanh. Hàng ngày, thầy tu tập làm chủ nghiệp. Tu tập làm chủ nghiệp, tức là tu tập tâm không tham, không sân, không si. Hàng ngày, thầy thường nhắc, tâm không tham, sân, si, phải ly dục, ly ác pháp đi. Hoặc thầy nhắc, tâm như cục đất, ly tham, sân, si đi. Đừng có tham, sân, si nữa. Tham, sân, si là ác pháp, là khổ đau. Thầy nhắc nó như vậy hàng ngày, nên nó trở thành nghiệp, không tham, sân, si. Khi chưa biết tu tập, chúng ta thường hay tham, sân, si. Lâu ngày, nó huân tập thành nghiệp tham sân si. Còn bây giờ, thầy huân tập nghiệp không tham sân si. Nghiệp không tham sân si, thì nó có tái sanh không quý vị? Nghiệp không tham sân si, thì không tái sanh. Còn chúng ta đi tái sanh, là do nghiệp tham sân si. Như vậy có đúng không? Vì Đức Phật xác định, thân ngũ uẩn của chúng ta là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và thức cũng là một trong năm thứ hoại diệt của thân ngũ uẩn. Thân này hoại diệt thì rã hết năm uẩn kia. Sắc thân này tan rã thì thức này cũng tan rã. Thì thân ngũ uẩn có còn cái gì đâu. Thế mà chúng ta chấp ở trong thân này còn có thần thức, linh hồn, tánh biết, tánh thấy, tánh nghe. Nếu có linh hồn nhập vào đồng cốt, thì đó là tưởng thức của chúng ta tạo tác, chứ không phải có linh hồn. Chúng ta đã nhận sai rồi, không đúng đâu. Vì Đức Phật nói, khi chúng ta chết đi, thì không còn có cái gì tồn tại hết. Nó chỉ còn lại nghiệp do hành động thiện ác của chúng ta. Nghiệp đó nó tái sanh như trên đã nói. Vì thế, chúng ta mãi mãi tái sanh mà không bao giờ dứt. Hôm nay chúng ta đã rõ biết được. Vậy biết rõ, chúng ta phải tu tập. Tu tập để có được tâm nghiệp không tham sân si. Hàng ngày chúng ta huân tập pháp như lý tác ý. Nhờ pháp như lý tác ý mà trở thành nghiệp lực không tham sân si. Nghiệp tái sanh luân hồi là nghiệp tham sân si. Nghiệp không tham sân si là nghiệp chấm dứt tái sanh luân hồi. Do đó Đức Phật dạy, con người là thừa tự nghiệp. Nghiệp không tái sanh luân hồi, Đức Phật ví như lõi cây. Muốn tìm lõi cây thì chúng ta phải bỏ vỏ, bỏ giác. Cũng vậy, muốn tu giải thoát thì phải bỏ tham sân si. Còn lại cái không tham sân si, cây mới mọc lên,
thì không có lõi liền được. Nó phải có một quá trình thời gian lâu dài thì mới có lõi được. Chúng ta là con người sống trong đau khổ, muốn thoát ra sự khổ đau thì phải có một quá trình thời gian tu tập, nhưng phải tu đúng pháp, còn tu sai thì chẳng bao giờ có giải thoát được. Nếu không có pháp tứ chánh cần, không có tứ niệm xứ, không có pháp hướng tâm như lý tác ý, thì dù quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng giải thoát được. Tóm lại, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi là làm chủ nghiệp. Làm chủ nghiệp là làm chủ tâm, tức là tâm không tham sân si mạn nghi nữa. Làm chủ tâm là tâm phải bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, tức là tâm không còn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nữa, thì mới giải thoát hoàn toàn.